Ba, má chê người ta xuất thân nghèo hèn cho nên không chịu cưới cho con. Xuất thân nghèo hèn hả? Dạ, tuy là cô ấy xuất thân nghèo hèn nhưng mà được người được nết. Con thương cô ấy, ba giúp con đi, con năn nỉ ba đó. Lần đầu tiên bà mới thấy con trai của bà quyết tâm tới như vậy. Đúng là tình yêu đã khiến con trưởng thành hả? 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 Được, chỉ cần con yêu thương thật lòng thì dù hoàn cảnh người đó như thế nào, bà cũng sẽ cưới cho con. Nói đi, người đó là ai? Ở đâu? Dạ, là em Phượng, giúp việc ở nhà mình. Là con Phượng hả? Dạ, là em Phượng. Ba, hồi nãy ba hứa với con rồi, ba không được nuốt lời đâu đó. Ba,